Các bạn thân mến, chiếc xe Mercedes đang đỗ ngay bên ngoài sảnh ra của sân bay quốc tế Nội Bài. Đó chính là chiếc xe mà Đoàn Văn Hậu rất thường xuyên sử dụng để di chuyển ở khu vực Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở đây, sân bay quốc tế Nội Bài. Buổi sáng nay thì đã đón đội tuyển nữ rất là vui, trong không khí rất đầm ấm rồi. Nhưng bây giờ thì là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ đón một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Đó là Đoàn Văn Hậu, người đang công biên chế của Bộ Hà Nội, đã có quãng thời gian ăn Tết xa nhà tại Hàn Quốc để chữa trị và tập phục hồi dứt điểm cho cái chấn thương của mình. Hy vọng là chúng ta sẽ được nhìn thấy những hình ảnh khỏe mạnh của Đoàn Văn Hậu trở về từ Hàn Quốc. Ngay sau đây sẽ là hình ảnh mà Đoàn Văn Hậu trở về từ Hàn Quốc. Các bạn thân mến, tôi đang có mặt ngay ở khu vực này và tôi đang quan sát được, không biết đây có phải Đoàn Văn Hậu hay không. Một cái dáng rất quen thuộc, cao to, đội mũ trắng, mặc một bộ đồ màu xám. Nếu tôi không nhầm, đây là Đoàn Văn Hậu. Theo tôi đây là Đoàn Văn Hậu rồi. Đoàn Văn Hậu đây rồi. Đây rồi. Nhà nghỉ. Tôi không bách Hậu ơi. Hỏi có biết chưa? Khả năng tôi vẫn dương tính em ạ. Bình thường. Vừa phải test đúng không? Chào bạn ạ. Vâng, em test ở bên kia trước rồi. Bây giờ may về không phải cách ly ấy. May là thế. Thôi cố gắng nhá, cố gắng điều trị nhá. Nhà test bù vẫn còn mùng, hôm nay mùng 10 vẫn còn mùng. Còn mùng vẫn còn test. Rồi, mọi người đang chờ đón bạn nào trở về. Bây giờ là về nhà luôn hay là em về nhà? Về nhà thôi, bây giờ mới là Tết mà. Bây giờ đối với Hậu mới là Tết. Bây giờ đạp quất mới mua đây này. Đi về nhà. Rất tuyệt vời. Cố gắng điều trị nhậu nhá. Hôm nay thì có gia đình của Đoàn Văn Hậu đến đón, có bố của Hậu có mặt. Hai bố con cho anh xin kiểu ảnh. Hai bố con cho quay đây cho anh xin kiểu ảnh với. Rất khó thả, lâu lắm rồi anh Hậu mới trở về. Rất nhiều những cái hành lý chuyển áo đen về từ Hàn Quốc. Ôi, cho anh em xin một kiểu ảnh với bố. Vâng. Hậu đã đi cất cái xe đẩy hành lý. Chú Thắng vui không chú? Vui không chú? Chú ơi, cho bọn cháu xin một kiểu ảnh. Đây. Anh em sẵn sàng máy móc chưa nhở? 1, 2, 3, 2, 3. Ok, cảm ơn nhá. Cố gắng nhậu ơi. Cảm ơn mọi người. Cố gắng nhậu nhá. Chào chú. Rất tuyệt vời. Về đã đón. Về nhá. Gần 3 phút đồng hồ để Văn Hậu. Hậu sẽ di chuyển về Thái Bình để ăn Tết luôn. Bây giờ mới là Tết của Hậu. Bây giờ vẫn còn mùng là còn Tết, Hậu đã nói rồi. Chúc cho Hậu khỏe mạnh và trở lại sớm. Trở lại sớm với chúng ta, trở lại sớm với câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên bấm like, subscribe để tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Những khoảnh khắc đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta. Các bạn thân mến, là Đoàn Văn Hậu đã thực sự là khiến cho mình cảm thấy rất là vui khi mà đã chia sẻ một chút thông tin khi mà bây giờ sẽ về Thái Bình chuẩn bị ăn Tết.
một kế hoạch có thể nói là hơi muộn Tết cho một chút so với người dân Việt Nam, nhưng với Đoàn Văn Hậu thì có lẽ bây giờ bạn ý mới chính thức là Tết của bạn ý. Cũng rất là vui khi Đoàn Văn Hậu cũng hỏi thăm là anh đã khỏi Covid chưa. Một cái nhỏ nhỏ như thế nhưng mà cũng rất là vui khi Đoàn Văn Hậu cũng biết đến những thông tin mà mình cũng hành trình của mình. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục được chứng kiến Đoàn Văn Hậu chơi bóng đỉnh cao. Qua những cái thời gian vừa rồi, các bạn thấy là Đoàn Văn Hậu đã gặp những cái vấn đề về chấn thương khác nhau, và hy vọng rằng sau một quãng thời gian điều trị tích cực ở bên Hàn Quốc như thế thì Hậu sẽ trở lại và thực sự là đỉnh cao của Văn Hậu. Mình nghĩ rằng nó sẽ còn tiến xa hơn nữa, sẽ còn vượt xa hơn nữa, bởi vì Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ mà có tố chất rất là tốt, thể hình rất là tuyệt vời, và mà đặc biệt là vẫn còn rất là trẻ. Đoàn Văn Hậu vẫn đủ tuổi tham dự SEA Games tại Việt Nam năm 2022 này. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến Đoàn Văn Hậu đồng hành cùng U23 Việt Nam chinh phục cái giấc mơ không phải là giấc mơ mà tiếp chinh phục cái huy chương vàng SEA Games, rồi là các trận đấu tại vòng loại World Cup hay là AFF Cup 2022. Chúng ta đã để tuột mất chức vô địch AFF ở năm 2021 thì hy vọng là chúng ta sẽ có đầy đủ sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu. Bây giờ là thời điểm vẫn còn đầu năm, hy vọng là Hậu sẽ trở lại và giúp chúng ta, giúp các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, giúp thầy Park có một cái hành lang cánh vững chắc và đánh bại được các đối thủ mạnh tại Đông Nam Á. Rõ ràng là cái AFF thì nó vẫn là một cái gì đó mà chúng ta mới chỉ đạt được hai lần thôi, một lần năm 2008, một lần 2018, và 2022 mình nghĩ rằng sẽ là cơ hội của thầy Park để lấy lại ngôi vương. Hy vọng là như thế. Cũng mong là Đoàn Văn Hậu sẽ giúp cho Hà Nội FC có được một đội hình thật là tốt và chinh chiến tại V-League. Hà Nội FC trong những năm vừa rồi cũng đã hụt hơi so với các đối thủ rất là nhiều. Năm nay thì Hoàng Anh Gia Lai cũng như là các đội bóng khác tại V-League thì cũng đầu tư rất là mạnh. Hy vọng là Hà Nội FC có Đoàn Văn Hậu và có nhiều cầu thủ. Tóm lại là mình cũng mong là tất cả các đội bóng của chúng ta sẽ có sự cạnh tranh ở trình độ cao. Cái này thì giúp cho bóng đá Việt Nam rất là nhiều trên con đường phát triển. Video đón Đoàn Văn Hậu trở về nước hôm nay thì thực ra là mình đã ở lại sân bay từ sáng. Đây là các đồng nghiệp của mình, anh em của mình. Đây là Quang ở bên Break Time Show này. Đây là Thái Ninh ở bên hậu trường bóng đá này. Những anh em đang ngồi đây và hít thở một chút không khí, sau đó sẽ trở về nhà. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong các video mới trên kênh Tech Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có clip mới. Hẹn gặp lại.